Cho anh hát lớn dữ ha. Ở giữa đó mất tiêu rồi. Có thấy rác không? Thấy không? Thấy thì cánh tay đâu? Ok, let's go. Sure, sure.
tuyệt vời. Một lần nữa được không ạ? Tay đâu? Thích quá, ở đây luôn nhá. Bây giờ thế này, chúc mọi người có một ngày lễ thật là ý nghĩa cũng như là nhiều niềm vui bên cạnh gia đình của mình, được không ạ? Nhỏ quá lần nữa nè, được không ạ? Một bài nữa nha. Được không? Cho anh hát không? Thiệt không? Vậy yêu tôi không? Bà nào không bên này? Lúc nào bên cắn cái hết trơn. Lâu lâu tôi hỏi có một lần. Yêu tôi thiệt không? Thiệt không? Yeah, ok. Vậy thì được. Chứ nó không không yêu là đi vô đó. Bài tiếp theo nha. Giờ anh như là ta vẫn còn yêu con mơ về ngày nào buồn vỡ trong vòng tay em vội trao bằng mỗi kề tại vì sao biết yêu là đâu, bên yêu nhau là sai lầm. Ngày nào chìm đắm trong mùi hương, anh càng thương càng đau lòng. Phải về đâu? Phải về không? Người xót bên ai đi? Rồi mà từng người xứng đáng.
chẳng bao nhiêu yêu thương vẫn nhẹ bấy lâu nào, bấy lâu nào. Quan họ là đời hoang ly, và sao nhiều người ra đi. Thầm thì một lời chia ly, giờ khi đêm về, khi đêm về. Giờ chẳng còn chi khi lung lay, thiên đường ở đây này. Bàn tay năm ngón sắc tay này nhất đã tay này. Chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút xíu với tất cả quý vị khán giả. Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay đến với Let's Jam Fest 2023 và đến với Jam Resort Hồ Tràm thì cảm xúc hiện tại của Jack như thế nào ạ? Cảm xúc của Jack hiện tại rất là vinh dự khi được có mặt tại đây và trải nghiệm một không khí rất là ấm cúng cũng như là sôi động như thế này, cùng với khung cảnh ở Jam Hồ Tràm quá đẹp, quá tuyệt vời. Nếu mà có cơ hội, Jack sẽ về đây ở. Có cơ hội thì về đây ở và welcome Jack đến với Jam Resort Hồ Tràm. Hình như là tôi biết được rằng là trong ca khúc vừa rồi Từ Nơi Tôi Sinh Ra thì mới vừa được ra mắt cách đây vài ngày thôi đúng không ạ, theo chia sẻ của Jack. Thì đây là phiên bản hát live đầu tiên trên sân khấu của Jam Resort Hồ Tràm. Liệu rằng đây có phải là một món quà rất đặc biệt mà Jack dành cho tất cả quý vị khán giả có mặt tại đây hay không ạ? Cũng có thể là như thế, tại vì dù sao thì ngày hôm nay cũng là ngày rất ý nghĩa đối với tất cả toàn thể người dân Việt Nam chúng ta. Đây là một ngày lễ thì sẽ cũng muốn gửi tặng một niềm vui gì đó nho nhỏ dành cho tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Cho nên là sẽ quyết định là chúng ta sẽ trình bày cái khúc đó để gửi tặng cho khán giả. Cảm ơn Jack và hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau tại Jam Resort Hồ Tràm cũng như là những sự kiện quan trọng của Jam.
Và xin được thay mặt cho tất cả mọi người chúc cho Jack sẽ luôn luôn lúc nào cũng khỏe, trẻ, năng lượng và thành công hơn nữa trong con đường âm nhạc của mình. Cảm ơn bạn và chúng ta sẽ cùng chia tay nhau tại đây. Yeah, và kính thưa quý vị, và tiếp ngay sau đây thì cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Và hành trình của chúng ta sẽ là đến với Side Planet, Tràm Village Hồ Tràm, hành tinh mang một thiết kế luôn luôn tôn trọng về thiên nhiên rất tuyệt vời nhất tại Hồ Tràm. Và Tràm Forest Village là nơi sẽ lưu giữ về tâm hồn, những cảm xúc và những niềm ký ức, cũng như lạc vào một khu rừng và hòa mình vào trong thiên nhiên. Thưa quý vị, chúng ta cứ tưởng tượng xem một nơi mà chúng ta có thể nằm thư thái cũng như là lắng hồn của mình và thả hồn của mình vào trong thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ một cách tì rào, tận hưởng những làn gió biển vô cùng mát mẻ và chỉ duy nhất tại Tràm Resort Hồ Tràm mới có mà thôi. Và ngay bây giờ đây, tất cả chúng ta sẽ luôn luôn giữ mãi một tình yêu thủy chung với một gia đình đa thế hệ, thủy chung với hạnh phúc lứa đôi. Và khi con người và thiên nhiên hòa quyện với nhau là một thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ đây xin được mời quý vị sẽ cùng đến với Side Planet.